Quan Sa Cơ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quan Sa Cơ sẽ chia sẻ cho mọi người uốn cụp tóc bốp ngang qua tầng lớp. Và video sau mình sẽ chia sẻ mọi người cách cắt mọi người nhé. Và cái tóc này thì có khách đã nhuộm và dập xù rồi. Tóc của khách đã nhuộm 2 lần và dập xù rồi. Thì mình thẩm định cái tóc này là tóc trung bình yếu. Đối với tóc trung bình yếu này thì mọi người sẽ hạ nồng độ xượng pH của nó xuống là pH 7,5 đến pH 8. Thì khi chúng ta đã hạ nồng độ được cái thuốc nó xuống như vậy rồi thì mọi người làm lên thì không bao giờ bị cháy tóc. Mọi người có pha collagen và keratin vào, mọi người làm bị nhỡ tay vẫn bị cháy tóc bình thường. Còn đối với sản phẩm này thì mọi người pha nó đã cân bằng rồi thì không bao giờ lo bị cháy tóc. Khi chúng ta cho một cái keratin đầu tiên vào, mọi người thấy xanh đậm không? Chứng tỏ cái kiềm nó rất mạnh. Và cái keratin thứ hai mình khi đã pha cái sản phẩm pH cái vào rồi thì mọi người thấy cái keratin nó nhạt hơn đúng không? Chứng tỏ cái nồng độ cái pH của thuốc đã bị nhẹ giảm đi rồi. Khi mọi người đã pha được chế độ cân bằng như này rồi thì mọi người chải vào tóc thoải mái, không bao giờ bị cháy tóc. Với sản phẩm ProMax bên mình thì mọi người có thể pha được vào tất cả các sản phẩm uốn duỗi nhuộm trên thị trường. Bạn nào muốn tìm hiểu về sản phẩm này thì khi sử dụng sản phẩm mình sẽ tặng cho các bạn một quyển quy tín để các bạn làm. Và mình sẽ hướng dẫn trực tiếp cho các bạn làm hiệu quả nhất có thể nhé. Và sau khi mọi người sẽ pha thuốc xong thì mọi người sẽ chải vào tóc. Thì chải vào tóc thì mọi người sẽ với cái tóc này của khách không bị bông xù thì chúng ta sẽ chỉ bôi thuốc ở phần ngọn thôi, cái phần mình cần uốn. Còn đối với cái tóc nào của khách mà bông xù ở chân thì mọi người nên bôi gần vào sát chân. Thì cái tóc này của khách ở phần tóc đã dập xù rồi thì mình sẽ bôi vào hết cái phần dập xù của khách, và những cái lớp ngoài mình sẽ ép cái lớp vỏ đi. Còn chỗ nào nó không xù thì mình chỉ bôi cái đoạn ngọn thôi. Đối với những tóc bốc uốn cụp thì mọi người nên mềm hóa khoảng tầm 60% thôi mọi người nhé, đừng mềm hóa sâu quá. Và đây là sản phẩm của mình khử kiềm. Sau khi mọi người đã mềm hóa xong thì mọi người cho đi xả đi. Với cái ở miền Bắc này mọi người nên xả bằng nước ấm nhé. Và sau khi xả bằng nước ấm xong thì mọi người sẽ lấy cái collagen BH bên mình. Collagen này mọi người dùng để khử kiềm và dùng để hấp phục hồi được luôn nhé. Và mọi người đánh đều lên với nước nóng. Đây, và mình sẽ cũng sử dụng quỳ tím và mình cho vào tóc. Mọi người thấy ở quỳ tím nó xanh lên đúng không? Chứng tỏ cái ở tóc nó có kiềm. Mọi người dùng bằng cái dòng hấp hoặc là collagen bình thường thì mọi người sẽ không bao giờ khử được kiềm, không bao giờ lấy được kiềm đi. Và không lấy được kiềm đi thì tóc của khách khi chúng ta làm nó sẽ, một có thể sẽ không được xoăn, hai là có thể sẽ bị cháy, và ba là có thể là về nhà khách dùng tóc sẽ nhanh bị rũi sóng hơn. Và khi ta khử kiềm xong thì chúng ta thấy cái quỳ tím vẫn vàng đúng không? Còn cái quỳ tím kia mình quay hơi mờ nhưng nó màu xanh. Đấy. Khi cái quỳ tím còn xanh thì chứng tỏ cái kiềm nó sẽ không sạch được ở trên tóc. Vậy nên khi chúng ta làm tóc mà còn lưu kiềm là rất nguy hiểm. Mọi người dùng collagen khử kiềm thì mọi người chỉ massage khoảng 3 đến 5 phút. Mọi người thấy tóc nó đanh lại thì mọi người sẽ xả sạch đi. Và sau khi xả sạch xong thì mọi người sẽ lên sấy khô rồi mọi người tỉa. Video sau mình sẽ chia sẻ cắt xong. Mọi người tỉa thì lưu ý với những cái tóc này thì mọi người nên tỉa nhiều đi một chút, và với cái tóc mỏng thì mọi người không nên tỉa nhiều. Tóc này thì mình cảm nhận là cũng khá là dày nên mình sẽ tỉa thêm cả ở chân và thân tóc. Mọi người tỉa chân, thân tóc và ngọn tóc. Khi nào chúng ta thấy cái tóc nó có độ mềm là ok. Mọi người không nên không tỉa nhé, mọi người bắt buộc phải tỉa thì cái tóc của mình nó mới có độ mềm, nó mới bồng bềnh lên. Mọi người mà cắt xong mà mọi người để như vậy hoặc là tỉa một ít quá với cái tóc dày thì cái tóc nó sẽ không hiển thị được cái độ bồng bềnh. Và tỉa tóc thì mọi người cũng nên tỉa làm sao cho nó phù hợp. Đối với cái những lớp ngoài thì ở lớp ngoài cùng thì mọi người không nên tỉa thân nhé, mọi người chỉ được phép tỉa ngọn thôi. Sau khi tỉa xong thì mọi người sẽ uốn. Thì với cái tóc này mình sẽ lựa chọn chụp 25. Và cái những bước này bước quan trọng này mọi người nhé, mọi người nên để ý. Mọi người sẽ sử dụng chụp 25 hoặc chụp 28. Và mọi người sẽ xác định được cái chỗ tóc nào quấn được thì mọi người sẽ quấn lên. Còn cái phần ở dưới gáy kia nó ngắn hơn thì chúng ta có thể sử dụng ép cụp hoặc làm theo phương pháp khác làm sao cho nó cụp vào. Với cái tóc của khách thế này thì mọi người nên chia thành 3 mảng, chia khu hai bên ra. Ở khu mặt sau thì mọi người khung to này thì mọi người sẽ chia làm 3 tép ngang nhé.
mọi người đừng chia đôi, nếu mà chia đôi thì mọi người cuốn sẽ không được đều ngọn tóc đâu, không được đều sóng đâu. Vậy nên chúng ta sẽ chia thành 3. Ở phần hai bên sau sau tai. Hai bên sau tai nhé, không phải hai bên mang tai mọi người nhé. Hai bên sau tai mọi người sẽ làm một chục, và ở giữa thì mọi người sẽ làm một chục nữa. Ở phía trên này cũng vậy, mình cũng chia làm 3. Khi quấn này thì những cái lọn sóng của mình sẽ ok hơn rất nhiều nhé. Mọi người chỉ việc quấn tròn thôi. Sau khi quấn xong thì tóc các bạn chạy nhiệt nó khô là vừa. Với tóc này không cần chạy nhiệt phải khô căng đét, mọi người chỉ chạy nhiệt nó đủ độ khô, vừa đủ độ khô là ok. Và sau khi mọi người đã chạy nhiệt xong, khô xong thì mọi người đã tháo ra. Thì với cái tóc ở cái phần đằng sau gáy đây, mình vừa nãy có bảo là ép cụp. Để ép cụp thì mọi người chắc nhiều người cũng biết rồi. Mọi người sẽ lấy từng tia tóc vừa phải, rồi mọi người dùng cái máy là bảng cong. Sau đó mọi người ép cụp vào như thế này. Đấy. Ép cụp này thì mọi người chỉ lướt 1 đến 2 lần là cùng, là đã xong được một tép. Mọi người nhớ lưu ý là chúng ta sẽ bo tay làm sao cho nó có độ phồng thì nó sẽ đẹp hơn là chúng ta đưa kéo thẳng ra, xong đó chúng ta cuộn vào cái máy là này, nó sẽ không ổn một chút nào nhé. Mọi người lần lượt, những cái bước này rất quan trọng nhé, để làm được một cái dáng đầu uốn bóp đẹp thì mọi người phải làm theo những cái bước này cực kỳ quan trọng. Nếu mọi người không làm được những cái bước này thì cái tóc mình khi uốn nó sẽ có những hiện tượng xoăn nhiều quá chẳng hạn, hay là nó bị quá vòng. Đó, lý do sao chúng ta phải để ý kỹ ở những cái phần này. Khi uốn cụp thì mọi người bước đầu tiên chúng ta không được mềm hóa sâu. Bước thứ hai là chúng ta không nên đi chụp nhỏ quá. Và bước thứ ba là chúng ta khi uốn xong, tóc nó đạt xong thì mọi người sẽ phải là nhẹ nó ra. Cái phần này mình không uốn được thì mình sẽ ép cụp. Rồi, ok. Sau khi mình đã ép xong ở cái phần tóc chưa uốn thì mình đã ép cụp sâu. Và đối với tóc mình đã uốn rồi, lên chụp rồi đây. Và mình sẽ là nhẹ ra, mọi người nhìn mình là này, mọi người sẽ là thật nhẹ ra. Đối với ở phần chân mọi người nhìn thấy ngắn hay không, cái chỗ chân đấy không quan trọng, tại vì mình không vào thuốc đến chân đấy nên mình không sợ phải bị ngấn. Rồi tiếp thứ nhất đã xong thì mọi người cũng lấy tiếp thứ hai, là tương tự như vậy, là nhẹ nó ra, mọi người đừng để cụp sâu quá. Khi ta làm cụp sâu quá thì đồng nghĩa khách về không bao giờ chăm được, và nó sẽ vểnh 100%. Chúng ta lên chụp xong này, chúng ta chỉ lấy máy là chúng ta lướt ra cả một lượt, khi nào thấy tóc nó duỗi nhẹ ra, nó có độ ôm phồng tự nhiên là ok. Cứ tiếp tục mọi người là hết cho hết đầu. Sau khi là xong thì mọi người sẽ dùng dập định hình. Dập định hình thì mọi người sẽ phải sử dụng sản phẩm dập định hình như uốn hay ép đều được. Chúng ta là xong cái tóc rồi thì chúng ta sẽ sử dụng kem dập ép hoặc là kem dập uốn pha lẫn với nhau. Mọi người có thể pha bằng dầu xả được nhé. Rồi mọi người vuốt vào tóc lên chụp này. Mọi người sẽ lựa chọn cái chụp to hơn. Nên mình sẽ đi chụp phi nhựa phi 28 để chúng ta bôi kem định hình vào. Rồi chúng ta cuộn lên. Làm sao chúng ta trải cho cân là được. Khi dập định hình thì mọi người chỉ cần để 10 đến 15 phút là ok. Với cái tóc uốn cụp này thì mọi người chỉ cần để 10 đến 12 phút là được thôi, không cần phải để lâu quá. Mọi người quấn làm sao cho nó đều là được. Cũng lưu ý là chúng ta cũng nên chia thành ba chục được thì sẽ tốt hơn. Rồi, và đây là cái tóc của mình sau khi mình đã uốn xong, dập định hình xong và xong xuôi hết rồi. Giờ mình chỉ việc sấy khô là xong thôi. Thì đối với làm như tóc này thì các bạn không bao giờ lo bị vểnh tóc ra ngoài và không bao giờ lo là khó chăm, tại vì với tóc này chỉ cần sấy nhẹ là ra thôi, là ôm tự nhiên luôn. Mọi người thấy mình sấy tóc rồi, sấy tóc rất đơn giản. Mọi người sẽ với tóc ngắn này mọi người sẽ sấy hết về sau,
rồi lại sấy ngược với trước hai chiều, mọi người đảo đảo đi đảo lại, khi nào nó khô là thôi. Và đây là cái sản phẩm của mình đã xong, tóc rất bóng rồi. Và video của mình cũng đã sắp hết rồi, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn nào xem thấy hay thì hãy like, đăng ký và để lại comment góp ý. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.